Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đến với video tiếp theo của Thanh Quang Tây Bắc nhá. Hiện tại thì Quang có mặt tại thôn Triềng Hai, Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai. Hôm nay Quang dẫn mọi người đi trải nghiệm và khám phá một lễ then của người Tày. Mình được một người chị quen trong hộ người Tày mời về dự nhá. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào trong này để quay lại những thước phim chia sẻ mọi người trên kênh nhá, mọi người theo dõi và ủng hộ Quang nhá. Di chuyển lên nhà xem nhá, mọi người đã bắt đầu làm lễ rồi mọi người. Chào cô nhá. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào trong nhà nhé. Mình tập trung rất đông rồi. Hơn nữa rồi. Cháu xin chào các bà. Dạ. Quay nét, nét luôn mà. Nhà khoan này, các bạn thấy rất là đặc trưng luôn. Sẽ có lễ các bạn nhé. Thầy bắt đầu cúng. Đây là mọi phía Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chào đưa bên mẹ ra đầu chào lưu chín
Bà đang cắt cái gì bà? Áo à? Hình nộm, hình nộm. Hình nhân à? Hình nhân rồi. Vâng. Này hơi nóng. Em báo lạnh mà hơi nóng. Thầy bắt đầu lội khăn đấy. Vâng. Thầy bắt đầu đội mũ cho mọi người nhá. Thầy bắt đầu chỉ đội mũ cho mọi người nhá. Thank you.
I'm
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì mà có phải chứng minh cho những cái chứng minh hiện dạng này chúng ta là hướng hiện dạng này hướng tôi sẽ đưa gần khổ hộ nguyên này đã cần đưa ra tất cả nguyên này một khi vẫn hạn nó có thể như bí không có thể gì không có thể 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 เลยก็ต้องโปรเจกต์อ่ะมาได้ดีนะครับแล้วก็ไปได้เช็คนะครับเลยก็จะ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 เลย
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.